Xin chào quý khán giả đến với chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý khán giả câu chuyện Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai. Khi tôi còn là một cô bé học sinh trung học 14 tuổi, có một vị sư phụ tìm và dạy tôi pháp môn tu luyện của ngài. Khi ấy tôi còn quá trẻ và vị sư phụ đã sống trên 500 năm. Ông thường giảng pháp cho tôi. Một vấn đề được giảng có khi đến hàng tháng, nhưng tôi vẫn không sao hiểu rõ. Tôi được khai mở thiên mục ngay từ đầu trong pháp môn tu này, vì thế tôi có thể thấy trong các miếu, các chùa có những phụ thể là cáo, chồn, quỷ, rắn. Trong các tượng Phật hầu như không có Phật. Những cảnh tượng ấy làm tôi sợ quá, nên tôi thường xin sư phụ đóng thiên mục của tôi lại. Khi đại cách mạng văn hóa xảy đến, mọi người đều đến Bắc Kinh. Tôi khi ấy khoảng 26-27 tuổi, lại một mình thân gái tìm đến núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lên lưng chừng núi, tôi tới một ngôi chùa và gặp vị phương trượng trên 70 tuổi ở đó để xin tá túc qua đêm. Lão phương trượng bảo tôi, "Này cư sĩ, cô đi lạc hướng rồi, cô cần đi hướng Bắc kia." Tôi vội giải thích, "Cháu không đi lạc hướng đâu, phương Bắc là của người thế tục, còn đây là nơi cháu cần đến." Lão phương trượng nghe thế rất lấy làm cao hứng và chúng tôi trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp. Lưu lại được 2 ngày, tôi hỏi lão phương trượng cách gọi lũ khỉ đến, vì tôi biết rằng lũ khỉ tại núi Nga Mi này đều có thông linh. Lão phương trượng nói, "Hãy xoay mặt vào thung lũng mà gọi, Tam Nhi mau về ăn thôi." Tôi bèn chỗ có tiếng giang và gọi lớn vào thung lũng, "Tam Nhi mau về ăn đi." Một chốc sau, hàng mấy trăm con khỉ đến. Chúng nào hót nào nhảy trước mặt tôi rất là cao hứng. Con khỉ già nhất đến ôm và hôn hít tôi liên tục. Nước bọt nó dính khắp mặt tôi. Sau đó nó nhổ miếng đan của mình ra khỏi miệng và đưa cho tôi. Tôi không dám nuốt lấy vì cảm thấy bẩn. Lão phương trượng bảo, "Này cư sĩ, tâm của cô vẫn còn chướng ngại. Đan này phải mất mấy trăm năm mới tu được đó." Rồi lũ khỉ lập cầu bắc qua thung lũng, cứ con đằng sau nắm chân con đằng trước để làm cầu. Khỉ già nắm lấy tôi và chúng tôi qua bên kia thung lũng, ở đó cũng có một nhóm những con khỉ khác. Lão phương trượng nói, "Trong lịch sử xưa nay mới chỉ có một người họ Hồ được đón tiếp trang trọng như thế. Cô là người thứ hai. Cô còn có 2 điều hơn. Thứ nhất là cái đan do khỉ già đưa tặng. Thứ hai là việc lũ khỉ đã vượt ranh giới này để đưa tiễn cô sang tận bờ thung lũng bên kia. Thông thường lũ khỉ không được phép vượt qua ranh giới ấy." Tại núi Nga Mi có rất nhiều người tu đạo, nhưng không ai có thể thấy họ được, vì họ đều có công năng che giấu chỗ ở của mình đối với bên ngoài, như được kể trong những câu chuyện thần thoại. Từ lưng chừng núi trở xuống là những vị đã tu 200-300 năm, có vị lâu nhất là dưới 500 năm. Nhóm này đông nhất và công trụ của họ cao nhất là đến lưng chừng núi. Trong giới tu luyện thì sư phụ lựa chọn đệ tử, chứ không phải đệ tử chọn sư phụ. Người ta thường nhọc công vô ích cũng không thể tìm được sư phụ. Phần nữa trên núi số người tu luyện ít dần, đồng thời tuổi của họ cũng cao dần lên. Họ đều tu luyện trên 2.000 năm, và công trụ của họ đều vượt khỏi hệ ngân hà. Có một số đã vượt trên cảnh giới Như Lai, nhưng họ vẫn đang tu luyện vì chưa đến viên mãn. Trong đó có một sư phụ trong quá khứ của tôi. Sau này tôi được biết rằng khi sư phụ vĩ đại của chúng ta, sư phụ Lý Hồng Chí lên núi Nga Mi, tất cả người tu luyện ở đây đều ra đón chào ngài, và công trụ của họ nhảy múa trên không trung như pháo hoa vậy. Tại núi Thanh Thành, có một đạo nhân đã tu đến 4.000 năm.
Ông muốn tôi trở thành đệ tử của mình, nhưng tôi từ chối, nói rằng tôi đã có sư phụ rồi và tôi mong muốn tìm một pháp môn để thành Phật trong đời này. Ông nói với tôi: "Ta ở đây đã chứng kiến Thích Ca, Giê-xu và Lão Tử đầu thai xuống thế giới này để truyền pháp độ nhân. Hết đại cách mạng văn hóa, tôi cùng với một vị tu luyện khác đến khu vực Khang Tạng với hy vọng rằng trong mật giáo tôi có thể tìm được pháp môn tu thành Phật trong đời này." Những người trong giới tu luyện đều biết rằng mật giáo Tây Tạng hiện nay đã là tôn giáo chính trị từ lâu và mất căn bản tu luyện. Và mật giáo chân chính là ở Khang Tạng chứ không phải ở Tây Tạng. Tới nơi, chúng tôi gặp một người cầu chính pháp, vừa đi vừa lễ lạy suốt từ Trường Xuân đến Khang Tạng. Chúng tôi cùng nhau tìm đến một tòa tự viện lớn, tại đó có một vị Đại Lạt Ma đang giảng pháp. Tới nơi, vị Lạt Ma yêu cầu riêng mình tôi ngồi bên ông để nghe ông giảng. Đây là một nghi thức tiếp đón rất hiếm và rất trang trọng trong mật giáo. Ông hỏi tại sao chúng tôi đến Khang Tạng cầu pháp. Chúng tôi nói rằng tại Trung Nguyên không còn chính pháp và trong các tự viện giờ đây là những phụ thể cáo chồn quỷ rắn trú ngụ. Vì thế chúng tôi đến cầu tìm chính pháp tại đây. Vị Đại Lạt Ma tĩnh lặng một lúc rồi nói: "Không phải vậy. Tại Trung Nguyên sẽ sớm có đại pháp vạn năm khó gặp. Nó sẽ xuất phát từ Trường Xuân. Các vị hãy quay về và chờ đợi." Nghe vậy, tôi vội xuống núi và thỏa thuận với bạn đồng hành rằng hễ ai tìm được pháp ấy trước sẽ báo cho người kia. Thế nhưng người bạn đồng hành đến từ Trường Xuân lại không tin và ở lại Khang Tạng. Đầu thập niên 80 xuất hiện rất nhiều trẻ em có công năng. Có đứa đọc được bằng tai, có đứa nhìn bằng tay hoặc bằng gáy. Tôi tin rằng quý vị hãy sẽ bất ngờ về việc này. Nhưng những người tu luyện như chúng tôi đều biết được tính chân thực của những điều này và những công năng ấy không được phép biểu diễn. Vì vậy tôi đã tìm đến rất nhiều anh em như vậy và giải thích với cha mẹ chúng tại sao không nên đưa công năng của con mình ra biểu diễn. Bởi vì những công năng này không được phép hiển thị tùy ý ngoài xã hội người thường. Kết quả những em nghe theo lời tôi đều được bảo hộ và sau này tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Còn những em bị gia đình đưa ra biểu diễn cuối cùng sau này đều bị hư hỏng trong xã hội người thường và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Còn đối với việc gọi là chỉ trích công năng thì đó chẳng qua chỉ là những con rối mà chư thần bày ra để khống chế tác hại của những hiện tượng như trên để khỏi ảnh hưởng đến xã hội người thường. Người ta càng không tin vào thần thì lại có càng ít các công năng đặc dị mà chư thần cho phép chứng kiến. Nếu thần cho phép thấy được thì đó chỉ là một chút ví dụ kỳ diệu để người ta có thể thay đổi quan điểm mà thôi. Thế nên nhân loại vẫn còn rất tự hào về những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại của mình. Tại sao lại có những chuyện thần thoại gần giống nhau tại hầu như tất cả các nước? Ngày xưa đâu đã có các phương tiện truyền thông, chính là vì nhân loại không còn tin vào thần nữa mà những câu chuyện thật về thần lại trở thành chuyện thần thoại. Hồi ấy những em được tôi bảo hộ nói với tôi rằng chủ của vũ trụ sẽ xuống cứu địa cầu. Mãi đến đầu thập niên 90 tôi vẫn chưa tìm được đại pháp. Bởi vậy tôi rất lấy làm thất vọng. Một hôm tôi quỳ trước một tượng Phật và thệ nguyện rằng tôi nhất định tìm cho được pháp môn chân chính tu luyện, tính mệnh song tu, thành Phật trong đời này để phổ độ chúng sinh. Trong lúc ngồi luyện công đêm ấy, chủ nguyên thần của tôi bay lên đến hết không gian này, đến không gian khác, đến không gian nào tôi cũng hỏi: "Pháp môn chân chính tính mệnh song tu, thành Phật trong đời này có không?" Mỗi mỗi không gian đều có rất nhiều người tu luyện, nhưng họ chưa từng nghe về pháp môn chân chính và tốt như thế. Họ nói với tôi: "Có tìm được pháp môn chân chính và tốt như thế thì nhất định truyền lại cho chúng tôi, độ chúng tôi nhé." Sau đó vì công lực của tôi có giới hạn nên tôi không thể lên cao hơn. Đến mỗi không gian, tôi lại tìm và hỏi về chính pháp ấy cho đến khi không thể lên cao hơn nữa.
Tất cả những người tu luyện tại các không gian đều thực tâm mong tôi sẽ tìm được pháp chân chính và tốt như thế để truyền pháp cứu độ họ. Tôi cảm thấy rất buồn bực và thất vọng. Đột nhiên từ trên trời cao bay xuống một đóa hoa sen đưa tôi lên. Đóa sen đưa tôi đến một điện Phật huy hoàng tráng lệ. Ở đó có một vị đại Phật đang giảng pháp. Có tầng tầng lớp lớp chư Phật đang nghe pháp của Ngài. Các vị Phật ngồi gần vị đại Phật thì có thân thể to lớn hơn, còn các vị Phật ngồi xa vị đại Phật thì có thân thể nhỏ hơn. Ngồi tại tầng ngoài cùng là các vị Phật Như Lai, có thân thể nhỏ nhất. Trong đó có cả Lão Tử và Khổng Tử. Tôi ngạc nhiên khi thấy cả Giê-xu cũng ở trong số ấy. Tuy nhiên lúc tôi đến là lúc pháp hội giải tán. Tôi cảm thấy rất buồn vì thấy cơ duyên của mình với pháp này còn mỏng quá. Đóa sen đưa tôi tiến đến trước mặt vị đại Phật, và thân thể tôi cũng lớn dần nhờ sự gia trì từ Phật lực của vị đại Phật. Vị đại Phật thực hiện đại thủ ấn về phía tôi, lập tức xuất hiện muôn đạo kim quang, và từ muôn đạo kim quang bay ra những kinh thư lấp loáng sắc vàng. Tôi mừng quá, đưa hai tay đón lấy hai cuốn kinh thư đầu tiên. Tư tưởng tôi chợt máy động. Tại xã hội người thường, con biết tìm Ngài ở đâu? Vị đại Phật liền biến thành hình sư phụ với bộ ô phục, còn tôi được đưa về thân người ở nhân gian. Tôi nóng lòng chờ đợi pháp tại nhân gian, và thời gian ấy quả là bức rứt. Đến năm 1995, tôi bắt gặp người bạn đã cùng đi đến khang tạng. Thấy cô ấy sắc mặt hồng hào hẳn, tôi nói: "A, bạn chắc được chính pháp rồi, cho tôi xem giới." Tôi giục cô ấy đưa về nhà, và khó có thể tả được tâm trạng phấn khởi của tôi lúc ấy. Vừa vào nhà, tôi đã thấy cuốn thiên thư trên bàn, đúng là cuốn sách mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Tôi giữ chặt nó trong tay, nhưng bạn tôi không cho tôi mang cuốn sách đó về, vì cô ấy chỉ có mỗi một cuốn. Tôi nói: "Thế thì cho tôi biết bạn có cuốn sách này ở đâu để tôi đi kiếm." Cô ấy cho tôi địa chỉ cửa hàng sách và tôi vội đến đó ngay. Nhưng cửa hàng đang đóng. Tôi hỏi chủ hiệu cuốn sách ấy, nhưng ông ấy nói rằng đã bán hết rồi, đợi đợt sau vậy. Tôi không tin và tự mình lục tìm trong giá sách. Tôi không tìm thấy nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Cuối cùng tôi mở một ngăn kéo trong tủ sách và thấy hai cuốn thiên thư lấp lánh kim quang. Thế là tôi nhanh chóng mua sách. Về đến nhà là tôi đọc ngay và lập tức sáng tỏ. Những gì sư phụ tôi từng học đã dạy tôi nhiều điều, trong đó có cả dòng đại và tiểu chu thiên, quyền quan thiết vị, thiên mục, túc mệnh thông. Có khi phải mất cả năm trời để giải thích một điều mà tôi vướng mắc, mà tôi vẫn không hiểu được thấu đáo. Vậy mà chỉ vài câu chữ trong cuốn sách đã làm sáng tỏ cả. Vì sao người xem kinh thư đại pháp nói rằng học cao khó hiểu? Cớ gì họ lại nghĩ rằng khẩu khí tôn sư phóng đại quá? Đó là vì tôn sư nói rõ những điều bí mật trong những bí mật của giới tu luyện mà người khác rất quý tiếc và không ai thực sự đề cập đến. Một người làm sao có thể đơn giản ngay lập tức chấp nhận trong đầu những điều sâu sắc ấy? Ngay cả một vị thần cũng không thể. Vì thế có một số người cho rằng tôn sư nói phóng đại. Sau này có học viện quạ lại câu chuyện của tôi thành tranh và đưa tôn sư xem. Tôn sư nói cái này sẽ là chuyện thần thoại cho con người tương lai. Tại khang tạng, tôi hồng pháp cho những em mà trước đây tôi bảo hộ để chúng không biểu diễn công năng, và cho những người tu luyện trong núi, tất cả đều quay lại trần thế để tu đại pháp. Có khi sư đệ đắc được pháp trước, sau đó truyền sang sư huynh, rồi sư huynh lại truyền lại cho sư phụ, và tất cả cùng đắc pháp. Rất nhiều hòa thượng đã được Bồ Tát Quan Âm điểm quá vào đêm trước khi học viên chúng tôi lên núi Nga Mi để hồng truyền đại pháp. Họ xuống núi và quỳ bên đường để đón cuốn thiên thư. Tôn sư nói, thần đều biết ta đang truyền đại pháp, chỉ có người là không biết. Tôi lập một danh sách những đệ tử chuyển sinh hạ giới của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sau đó tôi tìm đến và hồng pháp cho họ, nhưng một số đã quá mê mờ trong xã hội người thường và không thể đắc pháp được nữa. Không phải ai cũng có may mắn đắc đại pháp. Nhiều người đã tu cả mấy ngàn năm mà vẫn chưa đạt viên mãn. Họ muốn đắc được pháp này nhưng không thể. Đắc được pháp này là điều quý giá vạn năm khó gặp. Thế nhưng nhiều người thường chẳng biết trân trọng đại pháp vĩ đại của vũ trụ. Chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi điều bình an và tốt lành đến bạn cùng người thân.